Bắt đầu từ từ đã. Ui giời, ngày quá nhỉ. Đưa người đấy chất gài. Bá chủ quan là đi đấy. Đánh hết đòn luôn. Mấy rồi? Cất lên là sao được, cất bạt trẻ nó bạt chết đi. Kiểu gì vậy? Thì đấy được đấy không? Thì cứ món gì sợ. Mình vài bắn một không, cháu sẽ học, cháu sẽ học được. Vấn đề về cái gai đi nữa rồi. Chú biết anh sang đây một lúc. Tí tí sau đi ra. Đấy, con chim cứu xem cái gai này có thể là khác, là dễ bắn hơn. Gai này để con gai ăn luôn về cháu. Để tí tôi thử đánh. Dao bóng, bóng sọc này. Đánh đòn ác luôn đi. Ngậu cửa vũ huấn luyện bá cái này cái này. Hàng này đánh trên này còn nhìn xuống dưới.
đấy. Thầy Thìn đấy, phó hiệu trưởng một trường Yên Trị. Yên Trị à? Anh đến đây, đến đây. Yên Trị à? Đến đây nước chè cái. Thú cho được, thanh niên đập tay to tay vậy. Hay. Dạ vâng. Rồi, năm ngoái. Ở đấy thì đi đi nghe đàn học sáng khôn rồi. Hay quá nhỉ. Chạy lên đi. Hay. Ôi giời. Hay thật. Đánh luôn. Thế hậu đang chật gì á? Nào, vào.
Tí tí em đánh với anh này trận này. Vâng. Lúc mà bén ở trên, bén trên. Hả? Bén trên. Ngồi góc này là phải hết góc rồi. Bá mệt vậy.